Dạ, kính thưa thầy Sáng, kính thưa thầy Đoàn, kính thưa thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, thì phần tiếp theo tôi xin nói về cái vấn đề cũng rất là thường gặp trên lâm sàng, đó là khi chúng ta điều trị bệnh nhân hen thì gặp rất là nhiều người bị ho hoài. Và đối với những người mà bị ho như vậy thì chúng ta phải có cách tiếp cận như thế nào? Thì đó là cái nội dung của cái bài trình bày ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng tôi sẽ nói sơ về định nghĩa của ho, rồi sau đó sẽ nói về các nguyên nhân gây ra ho kéo dài. Sau đó nói về cái ho ở trong hen thì có thể là hen dạng ho như cô Lan cũng có nói, hay là ho là một cái triệu chứng chiếm ưu thế của bệnh hen. Và cuối cùng đó là ho nó kéo dài ở những bệnh nhân hen mà chúng ta đã sử dụng ICS hoặc là ICS với LABA rồi, thì chúng ta sẽ chẩn đoán và điều trị như thế nào. Nói về cái định nghĩa ho thì chắc cũng nói sơ thôi. Đây là một cái hành động mà chúng ta tống xuất những cái chất tiết, những cái kích thích từ trong đường hô hấp ra ngoài. Sau khi chúng ta có tạo ra được một cái luồng hơi, thắng được cái lực cản của cái nắp thanh môn nó đóng lại và hơi nó xì ra thì nó có một cái tiếng đặc trưng gọi là ho. Và thật ra ở trong cái slide này chúng tôi muốn nhấn mạnh là cái trung tâm ho rồi những cái thụ thể ho nó phân bố ở rất là nhiều nơi chứ không phải trên đường hô hấp. Ví dụ như trong cái thần kinh sinh ba, ví dụ như có nhiều người kích thích ống tai ngoài, ngoái lỗ tai cũng có thể gây ho. Và đặc biệt là cái trung tâm ho đó, cái thụ thể ho đó có thể ở trên đường tiêu hóa. Đặc biệt là một phần vai dưới của thực quản nó có những cái thụ thể mà khi mà dịch dạ dày nó bị trào lên, nó kích thích thì cũng có thể gây ra ho. Thì ho được chia làm mà cấp tính, rồi bán cấp, rồi mãn tính. Những trường hợp mà ho kéo dài trên 8 tuần thì được gọi là ho mãn tính. Và đây là những cái ho nó làm cho bệnh nhân rất là khó chịu, và đây là cũng một thách thức đối với là bác sĩ của chúng ta, bởi vì ho cấp tính thì có thể tự động khỏi mà không cần phải điều trị gì cả. Còn ho mãn tính thì chúng ta phải tìm nguyên nhân và phải điều trị cho bệnh nhân, chứ không thì người ta sẽ có một cái chất lượng cuộc sống rất là kém do cái tình trạng ho này đem lại, chưa kể là những nguyên nhân tiềm ẩn có thể nguy hiểm tới tính mạng của họ. Thì cái nguyên nhân thường gặp của ho kéo dài thì chúng ta có thể thấy trên bảng ở đây. Đầu tiên là dùng cái thuốc ức chế men chuyển. Nếu mà chúng ta thấy một bệnh nhân lớn tuổi ho kéo dài thì đầu tiên chúng ta phải hỏi thử có uống thuốc ức chế men chuyển hay không, bởi vì rất là nhiều trường hợp chúng ta cho bệnh nhân làm đủ thứ xét nghiệm và cuối cùng phát hiện ra là ho này là do thuốc ức chế men chuyển mà thôi. Nguyên nhân số 2 thường gặp đó là hen. Hen thì rất là thường gặp cho những người mà ho kéo dài, rồi bệnh trào ngược dạ dày thực quản hay là ho do cái hội chứng đường hô hấp trên. Những cái nguyên nhân này chúng ta phải khảo sát trước thì chúng ta đi kiếm những nguyên nhân khác. Những nguyên nhân ít gặp hơn như là bệnh giãn phế quản, bệnh viêm phế quản mạn tính ở những người hút thuốc lá, hay là bị trào ngược thanh quản, hay là viêm phế quản thể tăng bạch cầu hay toan mà không phải là hen, hay là sau một cái đợt nhiễm trùng thì gọi là ho do hậu nhiễm. Những nguyên nhân hiếm gặp hơn như là dị dạng động tĩnh mạch, rồi viêm phổi hít, viêm tiểu phế quản, hay là ho do nguyên nhân tâm lý hoặc là kích thích ống tai ngoài như chúng tôi vừa trình bày. Thì trong ho mà trong hen thì đặc điểm người ta thấy rằng đa phần là ho nó không có đàm, ho khan. Thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng những nhóm bệnh nhân khác nhau, đây là như là ho hen cổ điển, hay là hen dạng ho, hay là cái này hội chứng xoang phế quản, hay là trào ngược dạ dày thực quản, thì người ta thấy rằng trào ngược dạ dày thực quản đa phần là ho khan. Còn bệnh hen dạng ho hay là hen cổ điển thì cái tình trạng ho có đàm cũng có mà không có nhiều, chủ yếu là ho không có đàm. Như vậy đó cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta hỏi bệnh sử cho bệnh nhân. Thì đối với lại ho trong hen thì như chúng tôi vừa trình bày có 3 dạng. Thứ nhất là hen dạng ho. Hen dạng ho là một cái tình trạng hen mà chỉ có triệu chứng ho thôi, mấy triệu chứng khác nó không có. Và chẩn đoán thì tương đối khó khăn, nhưng mà điều trị thì cũng giống như là điều trị hen. Cái loại số 2 đó là hen mà có ho chiếm ưu thế. Là trong trường hợp này bệnh nhân cũng có nhiều triệu chứng nhưng mà trong đó ho là nổi bật. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có khạc, ít đàm, cũng có tức ngực, cũng có khó thở, cũng có dị ứng vân vân, nhưng mà đặc biệt là ho là nổi trội. Và cái số 3 là hen mà tình trạng chúng ta điều trị rồi, ICS LABA mà ho nó vẫn còn tồn tại dai dẳng. Và trong tình huống đó người ta chia làm 2 thể. Thể thứ nhất là ho đó nó không đáp ứng với lại ICS hoặc là ICS LABA, nhưng mà có thể đáp ứng với những cái thuốc ức chế cái hóa chất trung gian khác như là anti-leukogen hoặc là anti-histamine. Và loại số 2 là ho kéo dài trong hen không đáp ứng với ICS LABA là do có bệnh đồng mắc, khi đó chúng ta phải điều trị cái bệnh đồng mắc mới được. Thì hen dạng ho là đây là một cái thể hay là một cái kiểu hình của hen, hay là có nhiều người gọi là tiền thân của bệnh hen.
được mô tả đầu tiên năm 1979, người ta thấy rằng có những bệnh nhân chỉ có ho thôi, không có những triệu chứng gì khác, và đo hô hấp khí cũng bình thường luôn. Nhưng mà làm cái test co thắt phế quản hay là đánh giá cái tình trạng tăng đáp ứng đường thở thì nó có, và nó điều trị hen thì nó lại hết cái triệu chứng ho, thì người ta gọi đó là một cái hen dạng ho. Và các nghiên cứu sau này thấy là cái hen dạng ho này nó có cơ chế bệnh sinh, nó giống như là hen cổ điển, cũng có tình trạng viêm theo hướng tăng bạch cầu ấy toan, cũng tăng đáp ứng đường thở, cũng đáp ứng với lại các thuốc giãn phế quản và thuốc corticoid. Và đây là ba cái chính của đặc điểm chính của hen dạng ho, là một kiểu hình của hen. Ho là triệu chứng gọi là duy nhất, không có những triệu chứng khác, và nó có một cái tình trạng là tăng đáp ứng với đường thở. Thì về nói về cái triệu chứng ho thôi, thì bên cạnh cái hen dạng ho là có ho là chính, thì chúng ta thấy có một cái bệnh khác nữa là cái bệnh ho dưỡng, cũng chỉ ho thôi, không có những triệu chứng khác. Hoặc là viêm phế quản mà thể tăng bạch cầu ấy toan, không phải hen, thì bên cạnh ho nó có thêm chút đàm, nó giúp chúng ta phân biệt phần nào. Riêng cái hen cổ điển và hen dạng ho thì chúng ta nên nhớ là hen cổ điển thì nó có nhiều triệu chứng, trong đó hen dạng ho nó chỉ có ho mà thôi. Như vậy đây là một cái dấu hiệu để chúng ta biết là hen dạng ho thì chỉ có ho mà không có những cái thứ khác. Hen dạng ho nó cũng giống như là hen cổ điển, có tình trạng tăng đáp ứng đường thở. Tăng đáp ứng đường thở thì thật ra trong cái chữ tăng đáp ứng đó nó có hai thành phần, gọi là tăng cái nhạy cảm và tăng cái phản ứng. Tăng nhạy cảm là sao? Chỉ cần một cái lượng dị nguyên, ví dụ như là histamine, chúng ta bỏ vào chút xíu thôi là co đường thở bệnh nhân nó sẽ bị co thắt. Nhưng mà khi tăng cái nồng độ của dị nguyên đó lên thì cái tình trạng tăng phản ứng có thể xảy ra hoặc không phải xảy ra. Tăng phản ứng xảy ra khi mà cái nồng độ nó lên cao chút xíu thì lúc đầu phản ứng của đường thở nó co thắt rất là nhiều. Thì đối với hen cổ điển, người ta thấy rằng tăng cái phản ứng nó nhiều hơn là đối với hen dạng ho thì nó tăng cái nhạy cảm. Tổng lại là tăng cái đáp ứng. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái test beta-colin test thì chúng ta sẽ có thể phân biệt phần nào đó đáp ứng của đường thở đối với các dị nguyên là hen dạng ho hay là hen dạng cổ điển. Nói về tỷ lệ thì đây là một cái nghiên cứu, cái hen dạng ho cũng không được nhiều cái nghiên cứu. Đây là nghiên cứu tại Nhật Bản. Trong số là hơn 4.000 bệnh nhân đến khám tại một phòng khám tại Nhật Bản trong vòng một năm thì có khoảng 600 bệnh nhân là có triệu chứng ho là chính. Trong đó có 55 trường hợp ho dai dẳng hơn 8 tuần, ít quang phổi thì bình thường, hô hấp khí cũng bình thường luôn. Và trong 55 trường hợp đó có 38 trường hợp là đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Sau khi chúng ta dùng cái thuốc giãn phế quản trong cái hô hấp khí và có tính tăng phản ứng đường thở với metacolin, và bệnh nhân này cũng hết triệu chứng sau khi chúng ta dùng corticoid. Nhưng mà với nhiều tiêu chuẩn loại trừ thì người ta chỉ còn là 23 trường hợp là hen dạng ho. Như vậy đối với lại hen dạng ho trong cái nghiên cứu này thì nếu mà bệnh nhân đến khám với triệu chứng ho là chính thì tỷ lệ hen dạng ho là 3,8%. Còn nếu như mà bệnh nhân đến khám với tình trạng ho là chính nhưng mà ho kéo dài trên 8 tuần thì chúng ta thấy tới 42%. Như vậy đây một tỷ lệ tương đối cao chứ không phải là thấp. Nói về cái cơ chế bệnh sinh thì hen là có tình trạng viêm theo hướng tăng bạch cầu ấy toan, thì người ta thấy rằng cái hen dạng ho với lại cái hen CA là hen cổ điển, còn CVA là hen dạng ho, thì người ta thấy rằng nếu mà so cái urea trong máu hay là eosinophil ở trong đàm hay là FeNO thì hai cái thể này nó gần giống nhau. Cho nên người ta gọi là về mặt bệnh học thì hen dạng ho với hen cổ điển nó gần giống nhau. Và vì gần giống nhau cho nên nó đáp ứng điều trị cũng có thể gần giống nhau. Và người ta thấy rằng có một cái sự chuyển đổi giữa hen dạng ho trở thành hen cổ điển. Có nghĩa là trước đôi ở đây họ chỉ ho thôi. Sau thời gian họ có thể xuất hiện thêm các triệu chứng cổ điển khác như là khó thở, như là khò khè. Và cái mức độ chuyển đổi từ hen dạng ho qua hen cổ điển nó tùy thuộc vào cái bạch cầu ấy toan. Bạch cầu ấy toan trong máu, trong đàm càng cao chừng nào thì bệnh nhân hen dạng ho sau này nó dễ trở thành hen cổ điển nhiều hơn. Và tính trung bình thì khoảng 30% bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán hen dạng ho sẽ trở thành hen cổ điển nếu mà chúng ta không được điều trị đúng mức. Và đây là một cái lưu đồ cho thấy đây, hen dạng ho có thể chuyển thành hen cổ điển 30% nếu chúng ta không điều trị. Nhưng mà nếu chúng ta phát hiện sớm, điều trị những bệnh nhân mà ho kéo dài đó như là một bệnh hen thì cái tỷ lệ chuyển đổi chỉ còn khoảng chừng 10% sau một cái nghiên cứu chừng khoảng từ 1 năm rưỡi tới 9 năm. Nó khác với lại ho do dị ứng thì chỉ có 1% có thể sau này trở thành bệnh hen. Hoặc là viêm phế quản kiểu tăng bạch cầu ấy toan không phải hen thì có 9% sau này có thể trở thành hen cổ điển. Như vậy chúng ta nhớ là nên phát hiện sớm để điều trị, để tránh trường hợp bệnh nhân chỉ có ho ban đầu thôi, sau này nó trở thành ho, khò khè, khó thở. Và tiêu chuẩn chẩn đoán hen dạng ho thì chúng tôi đưa ra hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của Nhật Bản thì nói rằng bệnh nhân phải có 8 cái đặc điểm. Đầu tiên là ho
mãn tính không không có đàm mà kéo dài trên 8 tuần. Không có tiền sử khò khè, khó thở và nghe phổi thì không có rang gì cả. Không có triệu chứng chạy mũi sao. Bệnh nhân có chức năng phổi đo bằng FEV1, FVC, FEV1 trên FVC bình thường, có tăng cái phản ứng đường thở với methacholine hay là một số cái chất dị nguyên khác. Có phản xạ ho trong giới hạn bình thường, không có nguyên nhân gì chúng ta phát hiện được trên lý quang phổi. Và quan trọng là nó giảm ho khi chúng ta dùng thuốc giãn phế quản. Nếu mà bệnh nhân không có đủ 8 cái tiêu chuẩn đó thì người ta nói ít nhất cũng phải có 3 tiêu chuẩn là ho kéo dài trên 8 tuần và không có triệu chứng gì khác, nghe phổi thì bình thường, không có nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và ho đã đáp ứng với lại thuốc giãn phế quản. Thì cái chỗ màu đỏ chúng tôi teo tô màu đỏ lên là một cái đặc điểm rất là quan trọng, bởi vì nếu mà ho mà chỉ đơn độc do gọi là do những nguyên nhân khác, trong đó có ho dưỡng, thì nó lại không đáp ứng với thuốc giãn phế quản như là thuốc kích thích beta 2 hay theophylline. Cho nên nếu chúng ta cho thuốc này vào những người ho mà kéo dài đó đơn độc thì mà nó đáp ứng thì cũng nghi tới cái chuyện hen giọng ho. Dĩ nhiên chúng ta phải kết hợp theo nhiều cái yếu tố khác. Hoặc là một cái hướng dẫn mới đây của Trung Quốc cũng đưa ra 3 cái tiêu chuẩn để chẩn đoán hen giọng ho. Ho mãn tính thường kích thích vào ban đêm, cái test co thắt phế quản dương tính, có test giãn phế quản dương tính hay là có sự dao động về chức năng phổi giống như một người hen bình thường, và hết ho sau khi chúng ta điều trị hen. Và trong đó thì người ta thấy rằng đối với những người hen giọng ho thì chức năng phổi đa phần nó bình thường. Ở Việt Nam chúng ta không có test co thắt phế quản, mà chúng ta đo hô hấp ký thì bình thường, cho nên trong những trường hợp chúng tôi nghi ngờ hen giọng ho mà để tiết kiệm tiền cho bệnh nhân, chúng tôi chỉ đo cái FeNO thôi mà không cần đo với hô hấp ký. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta không có FeNO thì chúng ta đo hô hấp ký trước để coi thử cái test giãn phế quản nó có dương tính hay không. Nếu mà có thì cũng gợi ý tới bệnh hen. Và người ta thấy rằng cái độ nhạy của FeNO trong chẩn đoán hen giọng ho là khoảng 70% và độ đặc hiệu là khoảng 80%. Độ đặc hiệu càng cao thì có giúp giá trị chẩn đoán, còn độ nhạy càng cao thì giúp giá trị loại trừ. Thì trong trường hợp này, FeNO có giúp cho chúng ta chẩn đoán hen giọng ho hơn là chúng ta loại trừ. Và đây là chúng tôi có những bệnh nhân như chúng tôi vừa trình bày, nếu mà tâm sàng nghi ngờ hen giọng ho thì đa phần đo hô hấp ký nó bình thường. Nhưng mà đo FeNO nó sẽ cao, ví dụ như là FeNO là 70 mấy, bình thường là khoảng dưới 25 tới 50 là trung bình, trên 50 là cao. Bây giờ bệnh nhân này đo tới 70 mấy, như vậy gợi ý tới một cái hen giọng ho, và khi đó điều trị hen giọng ho thì bệnh nhân đáp ứng. Thì đây là cái bảng phân biệt một bệnh nhân được chẩn đoán hen giọng ho với lại hen cổ điển hay là viêm phế quản thể tăng bạch cầu ấy toan mà không phải là hen, hoặc là hen do dị ứng. Thì những trường hợp này chúng ta thấy rằng hen giọng ho thì ho là một cái triệu chứng đơn độc, nhưng mà nó có thể có tính tăng đáp ứng đường thở. Còn hen ho mà do dị ứng thì nó không có tính tăng đáp ứng đường thở. Hay nói cách khác, hen giọng ho thì chúng ta đo hô hấp ký cũng có thể phát hiện bất thường, nhưng mà ho mà do dị ứng thì đo hô hấp ký thường nó không có bất thường. Nhưng mà tất cả những cái thể hen này gọi là theo kiểu, xin lỗi, tất cả những thể bệnh này đều theo kiểu tăng cái và kiểu viêm tăng bạch cầu ấy toan, cho nên nó cũng đáp ứng với corticoid. Cho nên người ta thấy rằng nếu lâm sàng chúng ta cũng không có chắc lắm, mà điều trị hen mà nó hết thì cũng chưa chắc là hen giọng ho, bởi những thể khác cũng có thể là nó hết với lại corticoid. Và điều trị hen giọng ho thì cũng tương đối giống như là điều trị hen cổ điển. Chúng ta phải có ICS, rồi ICS LABA. Và nếu mà ICS LABA không ổn nữa thì chúng ta cho thêm Montelukast. Nếu mà không ổn nữa thì chúng ta dùng cọt để uống. Nó giống như điều trị hen cổ điển. Và người ta nói là nên theo dõi điều trị ít nhất là 8 tuần để đánh giá coi thử có đúng là cái suy nghĩ ban đầu của mình hay không. Nếu chúng ta điều trị chưa tới 8 tuần mà chưa đáp ứng, chúng ta vội kết luận là không phải hen, chúng ta đổi qua một cái chẩn đoán khác thì coi chừng cũng không phải. Như vậy tóm lại, hen giọng ho là một cái thể hen cũng thường gặp, rất là phổ biến cho những trường hợp ho kéo dài trên 8 tuần. Với triệu chứng ho là triệu chứng duy nhất, và chẩn đoán thì chúng ta phải dựa vào triệu chứng, chúng ta phải dựa vào một cái test co thắt phế quản. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có test co thắt phế quản thì chúng ta có thể điều trị thử, và nếu như bệnh nhân đáp ứng thì cũng gợi ý tới hen giọng ho sau khi chúng ta loại trừ những nguyên nhân gây ho khác. Cái thể số 2 là ho nó chiếm ưu thế trong bệnh hen. Thì trong cái thể này, bên cạnh khò khè, bên cạnh khó thở, khạc đàm thì ho nó nổi trội lên. Và trong trường hợp chúng ta điều trị có vẻ như nó chưa đáp ứng thì cái ho nó còn dai dẳng. Nếu chúng ta theo dõi bệnh nhân, coi thử bệnh nhân đã sử dụng thuốc tốt chưa, tuân thủ điều trị chưa, kỹ thuật hít đúng chưa, rồi liều thuốc có đủ hay không, chúng ta điều chỉnh điều trị thì chúng ta có thể giải quyết được vấn đề khó thở trước, rồi sau đó giải quyết luôn cái vấn đề ho cho bệnh nhân. Thì những trường hợp này chúng ta chỉ cần điều trị đúng là bệnh nhân hết ho. Cái trường hợp số 3 là ho mà nó kháng trị với lại ICS-LABA thì có hai tình huống. Nó không đáp ứng với ICS-LABA nhưng mà nó đáp ứng với những cái thuốc
gọi là chống lại những hóa chất trung gian gây viêm như là Montelukast hoặc là histamine. Thì khi đó chúng ta chỉ cần bỏ cái thuốc Montelukast vào, chúng ta cho thêm một ít antihistamine thì có thể giải quyết được cái ho cho bệnh nhân. Và mà còn có một cái thể số 2 nữa là nó có bệnh đồng mắt. Chúng ta điều trị hoài không đỡ thì chúng ta phải coi bệnh nhân có bệnh đồng mắt hay không. Một trong những bệnh đồng mắt hay gặp đó là bệnh trào ngược dạ thực quản. Cái viêm mũi dưỡng thì chúng ta dễ nhận biết hơn, nhưng mà trào ngược dạ thực quản đôi khi chúng ta lại bỏ sót. Và chúng ta thấy rằng có một cái sự tác động qua lại giữa hen và trào ngược dạ thực quản. Nó có hai cơ chế, một cái cơ chế liên quan tới vấn đề trào ngược và một cơ chế liên quan tới vấn đề phản xạ về thần kinh. Trào ngược là sao? Khi nếu bệnh nhân bị trào ngược dạ thực quản, một cái lượng vi dịch nó bị trào ngược lên, thì sau đó bệnh nhân hít vào trong phổi, cái lượng vi chất đó nó vào trong phổi, nó gây ra co thắt phế quản, nó gây ra phản xạ ho. Và nếu chúng ta không điều trị cái trào ngược thì cái ho đó xảy ra kéo dài hoài, chúng ta điều trị không đỡ. Cái cơ chế số 2 là theo như lúc nãy cái slide chúng tôi trình bày lúc ban đầu, thì cái cảm thụ ho có thể nó nằm ở dưới 1/3 dưới của thực quản. Và nhiều trường hợp bệnh nhân chỉ trào lên ở 1/3 dưới thực quản thôi, chưa cần phải lên tới trên cổ họng để người ta hít vào phổi. Thì từ những cái cảm thụ ho này nó dẫn truyền lên cái trung tâm ho và nó gây ra phản xạ ho. Như vậy trong trường hợp bệnh nhân trào ngược dạ thực quản yên lặng, có nghĩa là họ không có triệu chứng gì rầm rộ rõ ràng hết, thì vẫn có thể gây ra ho do cái hiện tượng phản kích thích cái phản xạ ho từ những cái thụ thể ở 1/3 dưới thực quản. Rồi bên cạnh đó nó có những cái tác động qua lại khác nữa, như chúng tôi vừa trình bày. Đây là về trào ngược dạ thực quản tác động gây ra ho. Nhưng mà ngược lại á, thì bệnh hen nó cũng làm cho cái bệnh trào ngược dạ thực quản nó lại gia tăng lên. Cái động tác chúng ta ho cái chúng ta làm tăng áp lực ổ bụng lên, thì khi đó cái áp lực đi qua cái cơ vòng dưới của thực quản nó sẽ tăng lên, nó làm cho dịch nó dễ trào lên, và trào lên thì bệnh nhân lại gây ra ho nhiều hơn. Hoặc một số thuốc điều trị hen có thể làm cho cái gọi là cái độ siết của cái cơ vòng dưới của thực quản đó nó lại kém đi, ví dụ như cái thuốc giãn phế quản theophylline hay là cái antileukogen, nó cũng làm cho cái cơ vòng của thực quản nó lỏng lẻo, thì nhiều khi cái trào ngược nó lại xảy ra nhiều hơn. Cho nên trong những trường hợp mà chúng ta thấy rằng bệnh nhân có trào ngược, có ho, có hen nữa, thì chúng ta phải hạn chế sử dụng những cái thuốc, đặc biệt là theophylline, nó làm cho cái việc trào ngược nó có thể nhiều hơn. Thì để tóm tắt bài trình bày ngày hôm nay, chúng tôi xin lấy một cái hướng dẫn về điều trị ho ở trong hen đăng trên tạp chí CHEST năm 2006. Cái khuyến cáo số 1 của họ là ở những bệnh nhân ho mãn tính thì luôn luôn nghĩ tới bệnh hen là một nguyên nhân thường gặp, bởi vì cái hen là một cái nguyên nhân rất là thường gặp cho những người bị ho mãn tính với cái mức độ chứng cứ là loại A. Khuyến cáo số 2 là ở bệnh nhân nghi ngờ hen dạng ho nhưng mà khám lâm sàng thì bình thường, hô hấp ký bình thường, thì nên làm cái test co thắt phế quản. Nếu mà chúng ta không làm được test co thắt phế quản thì chúng ta nên điều trị thử cho bệnh nhân để coi thử bệnh nhân có đáp ứng hay không. Dĩ nhiên một cái câu mà các hướng dẫn cũng nói là nếu mà chúng ta điều trị mà ho nó hết thì cũng chưa chắc là hen dạng ho, chúng ta phải phối hợp thêm nhiều thứ khác nữa hay là loại trừ những nguyên nhân khác. Cái khuyến cáo số 3 là bệnh nhân hen dạng ho thì nên khởi trị với điều trị hen chuẩn là ICS với kết hợp với thuốc giãn phế quản. Và ở bệnh nhân hen dạng ho mà khó trị với ICS thì chúng ta cần coi thử bệnh nhân có mức độ viêm nhiều hay ít, đôi khi chúng ta phải tăng cái lượng corticoid lên. Nếu mà ở Việt Nam thì chúng ta có thể có đo được cái FNO để đánh giá lại cái tình trạng viêm đó. Chúng ta trị mà ho không hết, chúng ta thấy đo FNO cao, chúng ta phải tăng cái mức điều trị lên. Nếu chúng ta tăng cái ICS lên không đỡ nữa thì chúng ta có thể phối hợp với lại Montelukast theo cái khuyến cáo số 5. Nếu mà chúng ta phối hợp với Montelukast rồi cũng không đỡ nữa thì chúng ta có thể sử dụng một đợt ngắn 1-2 tuần corticoid uống như là khuyến cáo số 6. Thì đó là tất cả nội dung chúng tôi trình bày ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.